Những ngày gần đây, dư luận đang đặc biệt quan tâm đến thông tin các cá nhân tổ chức người Trung Quốc sở hữu hoặc núp bóng sở hữu hoặc thuê đất ở những vị trí trọng yếu của Việt Nam. Cụ thể, báo cáo của Bộ Quốc phòng nêu từ năm 2011 đến năm 2015, trên địa bàn khu vực biên giới biển thành phố Đà Nẵng có 134 lô, một thửa đất liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp người Trung Quốc đang sở hữu, núp bóng sở hữu và thuê của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Bộ Quốc phòng cũng khẳng định, để sở hữu các lô đất ở thành phố Đà Nẵng, người Trung Quốc chủ yếu dựa vào hai hình thức: thành lập doanh nghiệp liên doanh với Việt Nam và đầu tư tiền cho cá nhân người Việt Nam, chủ yếu người Việt gốc Hoa để mua đất. Thực tế, tình trạng người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc, núp bóng để thâu tóm bất động sản ở những vị trí đắc địa đã được dư luận phản ánh từ lâu. Bộ Công an khi trả lời chính cử tri thành phố Đà Nẵng năm 2019 cũng khẳng định còn tình trạng doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc núp bóng người Việt mua bất động sản tại các khu vực ven biển để chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại, thâu tóm các vị trí đất đẹp, trung tâm. Tuy nhiên, trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội giữa năm 2018 về chính vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đã khẳng định chưa thấy hiện tượng người nước ngoài mua đất tại Việt Nam do luật đất đai không cho phép. Khi đó, ông Hà còn đề nghị đại biểu thấy ở đâu có người nước ngoài mua đất thì báo cho ông. Đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội khẳng định việc người nước ngoài, trong đó có người Trung Quốc núp bóng để sở hữu những khu đất đắc địa, trọng yếu, vị trí đẹp ở các địa phương là vấn đề nhức nhối trong dư luận từ lâu. Song đây là lần đầu tiên có cơ quan chức năng đưa ra thông tin chính thức. Từ đó, ông Hòa cho rằng, trong những câu chuyện này, có trách nhiệm rất lớn của Bộ Tài nguyên Môi trường, cơ quan được giao quản lý nhà nước về đất đai. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu, với cương vị của Bộ trưởng thì việc trả lời chưa thấy có người nước ngoài mua đất là chưa hết trách nhiệm. Đề cập giải pháp, Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội cho rằng, đối với việc cá nhân tổ chức sở hữu đất ở các vị trí đắc địa, cần phải rà soát lại. Việc người nước ngoài, trong đó có người Trung Quốc, núp bóng để sở hữu những khu đất đắc địa trọng yếu, vị trí đẹp ở các địa phương là vấn đề nhức nhối trong dư luận từ lâu. Song đây là lần đầu tiên có cơ quan chức năng đưa ra thông tin chính thức.